Vườn Mai Chất Trà Bông, em xin chào quý anh chị mình đã quay trở lại với em. Cả nhà ơi, thì hôm nay cái siêu phẩm mini hôm nay em về hàng lại nữa cả nhà. Đó, cả nhà mình nhìn xem cái lô siêu phẩm bên em nè. Dòng này là dòng siêu nụ nha. Nhưng mà cái lô này thì bên em làm cái hàng mini cho cô chú anh chị mình. Chiều cao thì tầm khoảng là 3 tấc, 3 tấc rưỡi đi lên nha. Cây thì được xử lý bộ rễ rất là đẹp luôn. Còn nút nụ trên cây thì bây giờ nói là thôi, quá trời quá đất luôn cả nhà ơi. Bây giờ đếm không xuể luôn. Cái lô này mà mấy anh chị mình chơi Tết năm nay là hết sảy 0 và 7 luôn á cả nhà. Rễ nè thì quấn đẹp nè, rồi cây á thì vô phơm tàn tàn thông của uống dáng lông cho mình đó, được định hình dáng hết trơn rồi. Cây nào bên em cũng quấn kẽm dựng đọt như thế này cho cô chú anh chị mình ha. Dòng này thì sinh trưởng khá là mạnh nha. Hoa thì 8 đến 12 cánh, dòng cánh kép và cho hoa siêu là nhiều luôn á cả nhà. Thì hiện tại cái lô này bên em đang có chương trình tri ân khách hàng, bán nguyên một cái combo như thế này đó cả nhà. Nguyên một combo 5 cây giá chỉ có 300 thôi cả nhà. Chạy ra thì chỉ có 60k một cây thôi. Nên rất là rẻ luôn cả nhà ơi. Ai cả nhà mình nhìn xem cái cây mai bên em nó có nụ nè. Đó, nụ này là nụ chơi Tết nha. Không sớm cũng không muộn Tết đâu cả nhà. Chúng ta canh ngày lại lá là hoa sẽ nở ngay Tết cho mình luôn. Đó, mỗi mắt lá là cái nụ như vậy nè. Mà mỗi cái nụ ra là biết bao nhiêu cái bông mà nói cả nhà ơi. Đó, 5 cây mà giá chỉ có 300 thôi cả nhà ơi. Rất là rẻ luôn nha. Anh chị nào thích cái lô mai này thì hãy alo cho vườn mai Chất Trà Bông bên em ha. Đó, tiếp theo qua đây thì em sẽ có một cái lô mà hoa của nó có thể được gọi là cực to so với những cái dòng mai cúc luôn cả nhà. Đó, đó là dòng mai cúc Tư Long. Thì cái lô này bên em về là hàng 3 mùa, gốc là liền cốt nha. Đó, em ghép già mùa cho mình. Thì cây mai của mình nó to nè, nó đẹp nè, nó mang nút nụ nhiều cho chúng ta luôn. Dòng Tư Long này thì có hai tên ha. Một là cúc Tư Long nè, hoặc là chúng ta gọi là cúc 10 vuông á cả nhà. Bông nó khá là to luôn á cả nhà ơi. Trời ơi, cái này gốc rễ đẹp quá cả nhà. Đó, hàng này thì bên em đã vô dây uống dáng, chiều cao trung bình tầm khoảng là 5 tấc cho mình luôn á cả nhà. Ôi, có cái này quá trời to luôn cả nhà ơi. Cái lô này mà mấy anh chị mình về chơi Tết là nở là hết sảy 0 và 7 luôn á cả nhà ơi. Hàng này thì bên em bán với giá chỉ có 200 một cây thôi. Em đi đơn từ 1 cây và 2 cây thì bên vườn mai nhà em sẽ bao ship á cả nhà. Lô này mà mấy chị mình về mình chơi Tết là hết sảy luôn rồi. Đó, nút nụ kia bây giờ là em đã bao trên cây cho mọi người như thế này nè. Đó, để chúng ta làm nụ mình chơi Tết nha cả nhà. Ai mà thích cái lô mai to, hoa đẹp này thì hãy alo cho vườn mai Chất Trà Bông bên em nha cả nhà ơi.